vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của Ban chỉ đạo thành phố. Trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp 12, 17 tuổi, tiếp theo là lớp 11 và lớp 10. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp. Đến nay, các giáo viên hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 97,06%, tiêm mũi 2 đạt 72,85%. Liên quan đến các F0 trong đợt dịch 4, khối giáo viên có các F0 được phân bổ tại quận huyện Cầu Giấy, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai, Mê Linh, Quốc Oai, Thanh Oai và Ứng Hòa. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin COVID của chúng tôi ngày hôm nay. Kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh cũng như các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội vượt qua đại dịch. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.